đến giờ tổ chức đêm văn nghệ lung linh trăng rằm vầng trăng cổ tích. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin kính mời các vị đại biểu, các vị khách quý cùng ra ghế ngồi và xin mời các cùng toàn thể dân làng cũng tất cả thiếu nhi chuẩn bị để tổ chức đêm văn nghệ. Xin mời quý vị đại biểu ạ. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý cùng toàn thể dân làng, cùng tất cả các thiếu niên nhi đồng thân mến, để chuẩn bị cho kỷ niệm 54 năm giải phóng thủ đô, giải phóng huyện Thanh Trì, hòa trong không khí vui tươi phấn khởi đón Tết Trung thu cho các em thiếu nhi, hôm nay được sự nhất trí của cấp ủy, chi bộ, chính quyền thôn Nhân Hòa, ban chấp hành chi đoàn phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể có tổ chức đêm văn nghệ Trung thu cho các em thiếu nhi với chủ đề lung linh trăng rằm vầng trăng cổ tích. Đến dự và chung vui với các em thiếu nhi trong ngày Tết Trung thu ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu về với huyện có đồng chí Nguyễn Sĩ Thành, phó bí thư huyện đoàn. Về phía thôn, tôi xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Nguyễn Sĩ Trân, bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Sĩ Dũng, trưởng thôn, các đồng chí trưởng phó các ban ngành đoàn thể và tất cả các em thiếu niên nhi đồng. Xin đề nghị các quý vị đại biểu chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý cùng toàn thể dân làng, và sau đây thay mặt cho ban chấp hành chi đoàn, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Sĩ Dũng, trưởng thôn lên khai mạc lễ văn nghệ Trung thu trăng rằm ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, kính thưa tất cả các cháu thiếu niên nhi đồng, nhân dịp Tết Trung thu, tôi thay mặt ban chính quyền thôn, thay mặt trưởng thôn xin chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc buổi liên hoan văn nghệ lung linh trăng rằm cổ tích luôn luôn đạt kết quả. Tôi xin tuyên bố buổi khai mạc lung linh trăng rằm hôm nay bắt đầu. Và sau đây thay mặt cho ban chấp hành chi đoàn, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Sĩ Lam và đồng chí Quỳnh Trang là người tân trình đêm văn nghệ hôm nay. Để mở đầu chương trình cho đêm văn nghệ ngày hôm nay thì xin mời kính mời tất cả quý vị đại biểu cùng quý vị khán giả và các em thiếu nhi cùng đến với bài hát Thanh niên làm theo lời Bác do tốp ca nam nữ chi đoàn thanh niên thôn Nhân Hòa trình bày. Thank you.
ngày chúng ta hay rước gì đi chơi nhỉ? Chúng ta hay rước đèn ông sao đi chơi. Đúng rồi, một câu trả lời rất chính xác. Và một phần quà dành cho em ạ. Để tiếp tục chương trình thì chúng ta cùng đến với bài hát Chiếc đèn ông sao do Tốc Ca thiếu nhi trình bày ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hỏi để dành cho em Hiếu Nhi là không, trong đêm rằm Trung Thu thì ở trên cung trăng thì thường có những ai trên đó nhỉ? Em nào có trả lời được gì nhỉ? Em cho em hỏi. Mời em nào trả lời ạ. Trên cung trăng à? Trên cung trăng thì có chí mèo, có thị nở, có tàu vũ trụ. Em bảo sai rồi. Ủa, sai à? Ôi dồi ôi, thế em nào bảo giúp anh ấy nhở? Anh bảo sai nhở? Ai ai nhở? Anh nhiều quà lắm. Ê, anh mới chơi em kẹo bây giờ đấy. À chị... Uầy, em giỏi thế. Bánh kẹo đâu nhở? Có phần quà dành cho em. Rồi, em đâu nhở? Ra nhận quà ấy nhở? Vâng, và bé hát tiếp theo đó là bé hát Vầng Trăng Cổ Tích do song ca Thúy An, Thúy Hằng trình bày.
xin mời quý vị khán giả và các bạn cùng lắng nghe tiết mục Đồng Tấu Đàn của bạn Như Ý. Bạn đã giành được giải nhì huyện về đàn hát dân ca và bạn sẽ bây giờ sẽ đánh hai bài, bài Trống Cơm và bài Bến Thượng Hải. Xin mời bạn. I want to.
Núi
định nghĩa được tình yêu. Yêu là chết trong một buổi chiều là mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Wow, tình yêu thật là kỳ diệu. Sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc Tình yêu diệu kỳ do Tam ca Vân Hà Tuyết thể hiện. Mà
lời yêu thương trên đầu môi mà em đã quá gian dối, vì con tim của em có lẽ không thể đôi. Là chân em người ơi, mà sao cứ mỗi ngày đây, hay sao cứ còn anh có em trong cuộc đời. Mỗi lần yêu như vậy thôi, nào là bao nhiêu niềm vui, mà sao cứ trong thế. Để tiếp theo chương trình, chúng ta cùng đến với bài hát Đêm Mưa Tình Yêu do song ca nam nữ Sĩ Nam Hồng Hà trình bày. Người yêu ơi, có
được dàn dựng công phu hơn, do các người mẫu được đào tạo chuyên nghiệp hơn trên các sân khấu nổi tiếng trên thế giới và các thiết kế và các nhà thiết kế lừng danh. Sau đây xin mời quý vị khán giả cùng với các bạn cùng xem buổi trình diễn thời trang của các bé lớn hơn, chuyên nghiệp hơn. Và xin mời. Oh,
một câu hỏi dành cho một bé nhá. Người Việt Nam trở lên. À bé, em trả lời nhá. Một câu hỏi dành cho em là em đã từng diễn trên rất nhiều sân khấu lớn nhỉ? Thế hôm nay là em diễn trên sân khấu của Tân Nhân Hòa thì em có cảm xúc gì khác không? Cảm xúc như thế nào nhỉ? Em thưa chị, em diễn trên Thôi Tả Thanh Oai. Em thấy rất... Nhân Hòa! Em thấy rất vui. Sao nhỉ? Bởi, có phải là bởi vì là có sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị khán giả không nhỉ? Mời quý khán giả, các bạn trong tràng tay người lớn ạ. Để tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị khán giả cùng toàn thể các bạn cùng lắng nghe ca khúc Chắc Em Có Yêu Anh do Song Ca nam nữ trình bày.